Alo, vâng, trận đấu đầu tiên trong set đấu thứ tư. Trận đấu đầu tiên trong set đấu thứ tư này thì bên đội bạn lại Sang Sam đối đầu Mark Minoan. Nói chung thì đội bạn Quân đang quá đẹp, nói chung Quân bên phía Hà Nội đang quá đẹp. Nhưng trận đấu này thì Sang của cầu thủ Vlove bị một pha chôn của cầu thủ Gunny. Đã tù dừng thì chớ đóng được cái S, dặn mãi mới đóng được cái S thì làm Gunny chôn được phát vào cái chỗ kia. À nó một chôn được phát vào chỗ kia, đúng là khổ. Một cái pha của nó là quá tiểu xảo. Cứ khó chịu, làm cực kỳ khó chịu với cầu thủ Gunny. Quá khó chịu. Làm cái tên này đúng là nhức đầu, ai cũng ọc hết máu à. Sang ăn tranh với Mark Gunny. Ô 4 voi. Bạn Gunny 4 voi thì Gunny 4 voi quả phụ ố nhiều đồ quá. Quá nhiều đồ trong cái bài này. Nhưng không, tôi không thích Gunny cầm cung A. Thật sự như vậy, ngày hôm nay anh cầm cung A là toàn thua. Toàn thua. Bài giàu, bài nào cầm cung A Minoan đều giàu cả. Đều giàu nhưng mà thực sự thì nó vẫn đang hơi đen. Cái dớp cầm cung A nó vẫn chưa khỏi hết. Bài 26 dân là 7 năm mic. Kích 25 dân à? Thế xin lỗi dân rồi chứ không phải 26 dân. Còn đánh 25 dân thôi. Vẫn cố dặn 26 dân. 26 dân 7 8 phút 13. Bài quá khỏe. Bài này lên đời cộng thêm dân. Và do đó lên bài này quá khỏe. Đánh cung A Minoan lên đời khả năng bài này có tầm 500 thực. Kích bánh xe nâng cung A một áo và sóc dân. 23 dân của bên lớp. Sang đánh cung để cho Sam đánh chém rồi. À quên, Sang đánh chém để cho Sam đánh cung rồi. No 1 của Cưỡng lại được không đây? No 1 đang dùng mọi thủ đoạn. Các game thủ Van Lớp và No 1 đang dùng mọi thủ đoạn để giết nhau. Thực sự các anh đang quá dùng mọi thủ đoạn. Những con người cực kỳ tanh danh ma và tiểu xảo để giành chiến thắng thôi. Bằng những cái câu nói bất thủ. Cái gì thì quên mất rồi. Trước thì mấy chúng tôi chơi nhau thì có những câu nói bất hổ là cái gì có thể chịu nhục thì không thể chết được. Chịu nhục thì không thể chết được. Còn thì thua mới chết thôi. Một bài kích đời cũng tương đối không phải là quá muộn của thủ màu 8. Một bài vẫn sẽ là bài 10, khoảng 13x của thủ No 1 đây. Bị cái nè phát nữa. Khó chịu. Quá khó chịu chứ không. Xin lỗi về lớp. Tớ là No 1 né dân. No 1 né dân chứ không phải là Vên Lớp điều dò. Hoàn toàn những game thủ có những cái tên cực kỳ ngộ nghĩnh. Hay. Bên này thì hoàn toàn No 1 có thể đỡ được Sang. Tôi không biết đỡ khỏe hay không thôi. Tức khả năng bài đỡ yếu. Bài game thủ No 1 hết đồ ăn rồi. Gunny bài quá khỏe. Bằng 26 dân không có cộng. Lên đời còn nguyên bày bãi quả 5 cái hốc quá đẹp. Trong 9 giờ là một gói vàng thì tươi. Nhưng thôi vàng này là cũng được rồi. Bắt đầu kéo dân bãi quả cái về đi. Kéo hết, không để một thằng nào. Nâng được chặt gỗ chưa? Nâng được chặt gỗ mà lực thế này thì là quá khỏe. Đẩy luôn tê đi mới đều. Vàng đẩy luôn tê đi. Hợp lý. Độc cô của bạn là người đánh 27 dân và không lên đời. Lên đời quá muộn. Một bài kỹ khoảng 11 rưỡi thì gối đấy của ông tụn của ông tụn mòng 1 thôi. Alo, Tự Nguyên tôi đang bình luận này có bác nào bác gửi ngay thẻ cho mà chả biết. Đuôi 604 thôi. Còn Lạp Tử. Vâng, ngay sau đây thì ngay sau tôi thì có cả kỹ thuật viên Dương, vâng, Loan Siêu Sinh cộng Lucky. Vừa thấy mã thẻ đã đòi nạp thẻ ngay rồi. Các anh tuổi gì. Vâng, cảm ơn các bác đuôi 604 vậy. Còn quay sang đây xem đâu một có sống sót không nào. 23 đến nhà chính. Được một cái ruộng. Có y chưa? Bắt đầu phá y ra. Nói chung là em bóng y thì cân tiêm. Bài yếu không công phòng thủ. Nhưng không sao, thế này đã đủ cho Maxi. Để đủ cho xe của kiếm thủ Vên Lớp khổ lắm rồi. Thì thế này thôi thì Vên Lớp khổ lắm rồi. Có bánh xe. Có bánh xe luôn rồi. Bài Vên Lớp quá tù. Các bạn thấy là chữ S đầu tiên của tiểu Vên Lớp. Nó tù thì nó không có cái gì. Nó chả khác thì là vượt ngục cả. Ba cái ruộng. Ba cái ruộng nó khả năng được 4 cái. Có được 4 cái cái chỗ mà BE kia không. Đấy. Rồi, đã kia được 4 là nông dân của game thủ một xiang. Quá hay. Đà vàng đang hơi yếu. Bị nhốt. Bị nhốt mất còn chẹp. Gunny 28 cùng là một áo thô bị công tê. Quá nhiều tê. Xém xéo cánh hoàn toàn là một ốp chết. Đã lên cùng là 2 áo xong của tủ Gunny, bài khỏe. Nhưng bây giờ thì đang hơi yếu đồ. Bắn mấy con cung tê kia đi. Có cung rờ của Summerian do Hoàng Mai Nhi sang rồi. Có cưỡng được không đây? Phải cưỡng được thì mới đánh được. Rồi 1, 27 thôi, bắt đầu kéo xém sang đỡ. Có y sang rồi. Có y sang rồi thì khả năng đỡ được. Tôi chỉ cần có y thôi. Có y xong thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Gunny cố thêm một tí nữa. Cố thêm một tí nữa thôi chắc là con sẽ khỏe. Cố thêm một tí nữa thôi thì con sẽ mập hơn rất nhiều. Y sang đây rồi. Nhưng rất nhiều lạc đà. Cộng những con cung R của Hoàng Mai Nhi đang quá đâu. Khó cưỡng. Rất khó cưỡng trong tuần đấu này. Y thực sự là Y bác C thật đấy. Nhưng mà nói chung là khó cưỡng lắm. Đấy, lạc đà đảo. Cộng những con cung R bán khó rồi. Tuyết thôi. Gunny mất nhà thì không còn cửa đánh nữa. Vên lớn là bài châu lạc đà ăn hoang. Đây, mặc dù đối thủ nó một con than nhưng rất khó đánh với cái bài này. Thôi. Một con cung rờ đẩy quá ảo. Ôi lọt. Chính thức pin. Đó đấy. Bài Gunny khỏe nhưng Gunny không lên sớm. Còn Hoàng Mai Nhi là người đầy chuẩn. Bài 26+1 của mình. Gunny 23. Có đánh được nữa không đây? Thôi khó rồi, về đến 4 tên cung R của game thủ à. Vâng, và đến 4 tên cung R của Hoàng Mai Nhi sang đây rồi. Nhưng mà 4 con không tụ vào được thì chả có cửa gì đối với Max Summer cả. Quá chạy cối trong trận đấu đầu tiên này. Đầu 1 feed. Thôi, quyết đi.